Bày cái cảnh bú nè, đè đầu đè cổ nè. Đó, đè đầu xuống. Khóc lên, đang quay phim. Cái này đủ quá trình coi. Hư quá nha, đậu nha. Ngủ hay không? Phải chú thích thêm là chưa có khóc, một chút nữa còn có khóc nữa nha. Nha. Một chút nữa đè quá rồi có khóc nữa đó. Hư vừa vừa phải thôi chứ. Hư giùm hư quá mà. Con muốn sửa thì làm sao con lớn được? Bác kiến cỏ chứng kiến nha, nha, nó ăn uống vậy đó. Từ hồi 5 giờ tới giờ, bây giờ là 9 giờ rồi mà nó ăn vậy đó. Đánh con nghe đậu. Có cần lên phim mày đánh cho con mọi người chứng kiến không hả? Để sau này con chứng kiến mày đánh con như thế nào không? Đó. Chị Hai quay phim lại nha, chúc mày đánh nó cho mọi người coi nha. Cho nó mốc lớn lên nó chứng kiến cảnh nó bị đánh như thế nào nha. Thôi mà. Lắp và xàm không đó, đó, đó. Bố mẹ đánh con thiệt á, nghe đậu nha, đậu nha. Thì có hư quá đi, 4-5 tiếng đồng hồ rồi, chiều đã không ăn rồi, đánh thiệt nha, nha. hư nó tỉnh bờ rồi ha, tỉnh bờ rồi ha, không có sợ gì hết ha. Ngủ đi. Ở chết cha của em, mẹ quên. Hồi nãy có mắt tôi chép như nhờ. Thôi tắt đi để không nó hao.